xăm nè các chị và các bạn. Nói sao vườn nhà có Ly á, thấy ngon không? Đập bỏ đá vô dầm đường xuống mát rượi luôn, ngon quá trời quá đất luôn nè. Tại ông xã Ly chưa có biết ăn, hôm nay dò cho ông xã Ly ăn thử nè. Thấy không, nó không có bị rã rời vậy trơn, nó ngon gì đâu, nó y như là cái rau câu của mình đổ vậy đó, xương sáo vậy đó, ngon lắm. Thử miếng coi. Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Lily mến chào mọi người nha. Hôm nay ra hái lá sâm vô giờ hai ba ly ăn. Từ hồi trồng tới giờ rồi chưa có hái lần nào hết trơn. Lá này gọi là lá gì? Lá sâm. Ăn bao giờ chưa? Ăn vô là mình giống cái màu sâm mình hả? Không phải, nó đặc, nó giống như xương sáo vậy đó, nhưng mà nó màu xanh. Xương sáo hả? Sao gọi là lá xương sáo không? Lá là lá sâm. Cái này là nó màu xanh. Có màu nào nữa? Xương sáo thì màu đen hả? Màu đen. Nhưng mà cái đó em không biết làm sao làm. Còn này hồi trước á, ở bên Việt Nam á, nhà bà ngoại có con dây này nè. Mỗi lần ra ngoại là hái vô giò. Mà này giờ á, biết sao nó ra nhiều nhánh quá. Nhưng mà lá sao cũng nhỏ xíu à. Nó cứ chạy em lên lá chơi đó. Anh làm vàng cho nó đi. Vàng đó nó lừa đó. Cái này mấy năm ăn lần tự nhiên đi làm vàng. Cái gì mấy năm lần? Đã là lúc mình mới trồng nó chưa có lá. Anh ấy nó chạy lâu luôn. Lâu ăn lần nó làm vàng nè, chi cho nè, chặt. Nó dài tới mình cuốn lên trên kia được. Cuốn trên kia, trên kia dính dây khác rồi. Kệ nó đi. Phất lờ không à. Tầm lâm á. Nó không có tốt à. Lá sao nhỏ xíu vậy? Anh trồng trong chậu này kia nó tốt. Anh trồng xuống đất đi kiếm chậu trồng cái đó. Đó, cho nó leo hai cây cột phía ngoài kia kìa. Được không? Hai cây cột sắt á. Tốt rồi. Làm gì trồng xuống. Người ta mới có chỗ một rễ rồi. Thì nhỏ nó ra rồi trồng cái cọc sắt kìa. Nhưng mà mùa này đừng nó nhỏ nha. Ừ, mùa này đó. Nhỏ là nó chết á. Nóng lắm. Không biết sao. Cái này ở ngoài chợ. Mà cái này cần hái nhiều không? Mỗi một ly ở ngoài chợ là 3-4 đồng. Mà 3-4 đồng rẻ quá. Phút lên một cái thì là hết rồi. Cho rồi. Nói như anh vậy người ta trồng làm chi nha. Tao thích cái gì ở nhà người ta có. Dây nè, đó. Leo tầm lum hết trơn. Nên cho nên anh phải trồng dưới đất. Mấy cái lá dạ già này nè, mấy là giờ nó mới đặt. Cái này nếu mà trồng đúng là chắc lá bự có lý rồi. Lá bự dưới ba lá bự lắm. Mà tốt nữa. Còn anh cầm kiểu này kêu anh nhắc. Nhiều thấy sợ. Ừ, để anh phụ hái cho nào. Phụ đi. Ừ, tắt máy à. Phụ hái đi. Để mấy phụ hái cái cũng vậy à, cũng có người à. Hái mấy cái lá già nè. Lấy cái lá già bỏ là sao? Không. Ta ăn cái lá mà. Ăn lá già. Ừ. Còn lá non để lại. Lạ. Già nó mới đặc quá. Thường thấy người ta ăn cái gì cũng non mà. Nhưng mà ở đây mình ăn nước. Hiểu không trời? Rồi. Khó hiểu quá. Chút nữa hái lá mơ. Lá sâm lá mơ.
Ồ, nó có bông nè ta. Lũi lũi à. Ai đi qua bên ấy dài lá lá mưa nói hoài mà không có làm cho anh ăn nữa, cứ nói mình xạo hoài. Cây chanh nó năm nay nó lớn một chút nhưng mà trái thì lại ít thôi, mà năm trời á cây chanh nó nhỏ nhưng mà trái nó nhiều. Các anh chị và các bạn, cái xanh lâu của Ly nè bây giờ nó vàng hết trơn rồi. Lá mơ thì mình nên lấy lá non. Bỏ gỗ xuống đi. Lá già thì ăn không được. Nhưng mà Ly cắt cũng vậy đi rồi chị nào anh rảnh. Mấy cái lá này nó còn tốt lắm á, đừng giỡn. Phải không? Nó đâu có già đâu nè. À. Nó non eo, nó bự thôi. Rồi chị nào anh thấy cái nào anh cắt nhánh thì anh cắt đi. Nhờ Ly chỉ hái thôi. Dạ, sao nó ngào vậy ta? Nó bự mà nó non nè, thấy không? Nè, rất là cũng không nó ngào à. Hết cái hái đi rồi vô lửa. Ủa, cái lá này ngộ đằng sau thì nó giống lá tí tô ha. Dạ. Ở phía sau giống lá tí tô. Coi kìa, leo tà lưa hết rồi nè. Đi xuống. Em cứ cắt đi nha, rồi anh muốn cái cành nào bữa nào anh cầm cái anh. Ít ăn ăn trồng gì này á là phải có gì chấm. Ờ, ăn rau, ăn giống như ăn rau sống á. Ừ, thơm. Biết ăn á không có thấy hôi. Thái cái mấy lá thôi mà được một rổ rồi vậy chứ. À, lá bự vậy nè. Kìa, ở sao thì màu tím. Cái này ở trong chợ nó bán sắp sắp, chắc mình cũng tưởng lá tí tơ quá đi. Ở trong chợ có bán này không? Có. Nhưng mà cái này cho những người mà làm giả cày. Ờ, giả cày. Sao anh không đòi ăn giả cày vậy trơn vậy? Đòi cũng đâu có đâu, cho nên đòi vậy. Đòi đi. Nhiều khi đòi đòi mà vợ thấy tội nghiệp cái vợ làm. Rồi. Còn không đòi vợ đâu biết đâu làm. Đâu biết muốn gì đâu thấy gì vợ. Cầm rổ cho em hái đi. Hái hai tay hai chân luôn. Anh cho nó leo qua nhà anh ta rồi. Hái hai tay hai chân luôn. Trời ơi. Muốn qua nhà người khác luôn. Qua hàng xóm luôn. Nguyên tầng này em không thấy nhà hàng xóm ở đâu hết trơn. Có mà, hôm qua mới thấy nè. Nguyên tầng em không thấy. Tầng trước á, nguyên tầng không thấy. Chứ tầng này trước. Nguyên tầng ở nhà mà. Tầng trước ta đi Tây mà em, người ta đi vacation á. Tây là lâu lâu người ta nghỉ nguyên tầng là người ta đi chơi bỏ nhà. Chơi bỏ nhà. Em đi trước em nhớ nhà. Em sợ mất nhà. Nhà không mất nhưng mà nhớ. Mà giờ đi ra chợ mua đồ ăn thôi cũng nhớ nhà nữa. Khổ lắm mọi người, biết em sao mà. Giờ không đi đâu được á. Đi ra đi vô á. Cái mình không biết mình tắt lửa rồi chưa. Trời ơi, cứ chạy tới chạy lui phiền quá. Mà trong khi nguyên ngày không có nấu gì á. Tại đâu có đồ ăn đâu. Gì anh? Thì đi ăn phở mà hỏi ở nhà không biết có tắt lửa chưa. Nếu mà ở nhà tắt lửa, ở nhà có lửa thì chắc là nấu ăn, mà đâu có nấu gì ăn đâu. Tự nhiên đi cưa làm chi vậy trời. Có những cái anh nên nói, có những cái không. Con mũi. Thôi đủ rồi anh vô đây. Mũi chơi trời ơi, nguyên một rổ luôn rồi. Cái nấu xôi, để bữa nào cắt vô rồi nấu xôi. Lá cẩm hả? Ừ. Cái này để nấu xôi. Này lá sâm nè, này lá mơ nè. Sâm mơ, mơ sâm. Được anh chị và các bạn đi hái sâm xong rồi cái giờ á, đi giờ để có 1 tiếng đồng hồ mà nó đặt cứng vậy luôn nè. Giờ Ly đang bỏ vô ly, làm cho ông xã thằng Ly, nhỏ con gái thằng Ly. Chắc được là 2 ly á. Tại vì ép quá, bữa nào kêu ông xã phải trồng xuống đất á. Để cho nó ra nhiều lá hơn.
Ngon chưa? Thì cảm ơn các anh chị và các bạn nha, đã xem và luôn ủng hộ cho Lily ha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Lily có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Trời ơi, ngon quá, nó giống như sinh xa luôn á mọi người. Mà nó không có bị bọt nhiều nữa. Mát của Ly á, giò làm sao mà bả la quá, bả nói sao mà bọt không à. Còn Ly giò làm sao mà nó không có bọt mà nó lại đập cứng luôn mình ơi là mình luôn.